Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm qua ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa diện rộng. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26 tháng 5 đến 7 giờ ngày 27 tháng 5, như thủy điện Lạc Rai 3 Gia Lai 91 mm, Bào Đồn Tây Ninh 49 mm. Hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12 đến 15 độ vĩ Bắc hoạt động yếu dần. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, đồng nghĩa với mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm hơn. Mưa vừa mưa to chỉ còn diễn ra trong đêm nay, các ngày sau đó chỉ ở diện vài nơi. Còn ban ngày, 3 ngày tới trời có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ ở Nam Bộ. Sang 2 ngày sau đó phổ biến là từ 29 đến 32 độ ở vùng cao nguyên, khu vực Nam Bộ trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Trở ra Bắc Bộ, từ nay đến sáng mai, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại và gây mưa ở vùng núi phía Bắc. Cục bộ khu Tây Bắc có mưa vừa, mưa to kèm dông mạnh. Từ ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng phạm vi ảnh hưởng hơn về phía Đông Nam, nên cường độ nắng gia tăng, nhiệt độ là từ 31 đến 34 độ, khu Tây Bắc xấp xỉ ngưỡng nắng nóng 35 độ. Hai ngày cuối tuần này, nền nhiệt nhích lên từ 2 đến 3 độ, nắng nóng xuất hiện ở nhiều nơi, phổ biến là từ 32 đến 36 độ, khu Tây Bắc đạt mức là 37 độ. Lưu xuống miền Trung cũng theo đà phát triển của vùng áp thấp nóng nói trên, 3 ngày tới trời ít mưa, nắng lên từ sớm và kéo dài. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định bước vào một đợt nắng nóng trên diện rộng mới từ ngày 29 và 30 tháng 5. Đỉnh nhiệt là từ 34 đến 38 độ, thậm chí vùng núi phía Tây trên 38 độ. Phần từ Phú Yên đến Bình Thuận nắng dịu hơn, nhiệt độ ban trưa là từ 31 đến 35 độ. Trên biển, đêm nay vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau ngày 28, thời tiết chuyển tốt. Còn cả hai vùng biển, huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến có mưa rông vài nơi, ngày nắng, gió cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Và cuối bản tin là phần dự báo chi tiết cho một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong 3 ngày tới.